Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay là 16 tháng 3, mọi người, con game Đại Hải Trình thì mới ra mắt này. Nó đang Global Beta. Ok, chúng ta đã chờ con game này khá là lâu rồi. Mình thì tranh thủ mãi làm những cái game khác, nhưng bây giờ mới có những con game này mới ra mắt này. Giờ chúng ta vào game nhé các bạn ơi. Game đang ở là S1. Ok. Dung lượng tải con game này cũng khá là nhẹ, và tầm khoảng 80 mấy mê đó các bạn ạ. Các bạn thông cảm giúp mình là vì mình sẽ bật nhạc ngoài, không dùng nhạc của game, là vì nhạc đánh bản quyền rất là nặng, nên là mình sẽ bị nguy hiểm đến cái kênh của mình mất. Ok, chúng ta vào game nhé. Mình nhập tên mình là xem con game Đại Hải Trình có gì hay ho không. Là một game màn hình dọc các bạn ạ. Rồi, một Wanted này, anh em sẽ phải triệu hồi ở đây ra một tướng triệu hồi cao cấp này. Được, con gì đây? Này là con gì? Cổng mạo hiểm. Ok, anh em sẽ có ba con này để ra trận. Giờ có mấy hai con đây nhỉ? À, con này con ở gánh giáp xiếc các bạn. Con này con đi xem cái gì? Quên mất tên rồi. À, đây là phần khắc chế hay các hệ các bạn ạ. Sao giống cái con game kỷ nguyên triệu hồi mà mình làm ấy nhỉ, nó cũng giống các cái kiểu này. 30% sát thương mà tăng 15% chính xác. Trông nó cùi cùi nhỉ. Con game này. Ok, có điểm kinh nghiệm này, đây là mảnh dưới đây. Tamago. Rồi, phần hướng dẫn chơi khá là đầy đủ chứ đúng không? Mảnh nhỉ, đây ghép mảnh ở đây dành triệu hồi. Triệu hồi được hai con các bạn ạ. Chắc là nó sẽ ghép lại. Tách là ra để lấy hồn nhá. Lấy hồn để nâng cấp trang. Trang bị súng à. Cầm quyền quyền trượng mà lại trang bị súng. Cái game này có vẻ hơi lạ nhỉ. À, trang máy. Trận chiến mới. Trông game nhìn nhớ mấy trường nhỉ. Mình thì chơi chơi cái con hải tặc web ấy thì nó hay hơn nhiều. Mình sẽ vào vai một nhà triệu hồi sư này, sau đó sẽ đi thu thập các cái con đây, không bấm được nhỉ. Đây, đem cái quà 2 sao. Ok, đây sẽ là đăng nhập 30 ngày để cho anh em nhé. Ngày mai cho xem được một cái con gì đây. Đây là con mấy mất tên con này luôn. 1.500 vé triệu hồi cái cao cấp này. À, 150. Nó mặc định hết rồi. Được một tướng 4 sao các bạn. Ok, bây giờ game cho chúng ta tự do khám phá rồi. Chúng ta có xem phần tân thủ nào. Đây là phần vượt phó bản nào. Tân thủ ra sáng là cái gì đây? Mảnh cái này giống kiểu Mr. Tu nhỉ, cái con vũ công thiên nga này. Hoạt động tháng này. Hiếu chiến này. Móc quán rượu. Ghép tin tức. À, đây là phần hoạt động các bạn nhé. Làm lần đầu đâu nhỉ. Quả lớp server này. Búa vàng là cái gì này. Tiếp cốt tài khoản mới. Đây, triệu hồi cao cấp đây các bạn ạ. 1.000. Cái này là cái... À, để thăm dò sang bạn bè chắc. Ở đây mình có một cái gift code ở đây. Thử nhập vào đây xem nào. Gift code này được tặng lúc mà đăng ký các bạn ạ. Đây, mình thì tìm chỗ nhập gift code thôi nào.
Online được nhận kim cương các bạn ạ. À, 12 tiếng, 14 tiếng được nhận kim cương một lần. Ngon lành phết nhỉ. Trứng kim cương. Đập trứng. Điểm danh. Dương chọn 4 hệ. Ồ, Nami. Ngày thứ 7 sẽ nhận được một tướng 5 sao à. Phe Hải quân Vũ Dương, Thức Vũ Hải hoặc là Tân Tân Binh à. Đập trứng. Chọn đồng hành mà bạn muốn. Boa boa boa. Boa boa. Một tướng 3 sao. Nhìn cùi vãi. Con này con người người chim. Một tướng 4 sao. Chán vãi. Quà cái gì nó sáng này, có thể quà quá rồi. 249.000, 279.000 này. Hoạt động hạn giờ. À, anh em sẽ cần điểm này để đổi lấy mảnh nhá, ví dụ như là AC này, smoker này, người khói, thành tích. Ok, lại một tướng 5 sao nữa thì phải. Mảnh này Hina, Lucy, nhập cốt ở đâu nhở? Avatar đây các bạn. Mình đang tìm hiểu cho chân nhập cốt từ đâu để cho anh em đây. Thuộc tính. Ô, các hoạt động nó nhiều lắm luôn các bạn. Đội hình đấy, đây cử đội hình Tân Thủ Thất Vũ Hải này. Zozo hay gì Master Hâu à, Boogie đây, Boogie đây, Tuân Thủ Hải Quân, Vũ Dơm, Vivi. Mỗi một tướng sẽ có 4 kỹ năng các bạn nhé. Rồi tiệm tạp hóa, tìm cái chỗ để nhập cốt mà nhất có tìm vào đâu để nhập đây. 109.000 là thẻ thẻ tháng các bạn ạ. Ờ, chúng ta đi thám hiểu thế nào. Đánh ảnh tiếp cả gì đây? Thường, Casio, Hardcore và Crazy. Ok, bỏ mấy con này xuống đi. Lấy con 5 sao lên trận đi. À, anh ấy sẽ có cái bảng bổ trợ lên bảng với cả là theo các hệ ấy. Ví dụ như là xanh xanh này sẽ 14 HP, phần trăm HP cộng 10%, miễn khống chế, giảm sát thương 10%. Bình thường thì mình chưa quen cái màn hình ngang ngang rồi, bây giờ màn hình dọc thì nhìn khó khó nhìn, các bạn thông cảm giúp mình. Ok, đây là phần chiến đấu của game đây. Trong đội quân lúc ban đầu nó hơi nhí nhố nhỉ, nó không theo một cái thể loại gì cả. À, chọn tàu nữa cả, à với 72M các bạn. Đây là đảo người cá, phải có con này này, bạch tuộc này. Chưa hiểu phần bố trí đội hình nó như nào đây. 1 năm. Con này nó là con gì, con này là mình được dẫn dắt phải, nó có quả kêu đấy. Một hit, một hit đánh yêu vãi, có phải nâng cấp tướng các bạn, không nâng cấp tướng đánh bác là đấy, đánh bác nó mới cái hẹo này này để vãi trưởng.
tăng cấp 8. Quả kết nhiều vãi nữa, mới dùng cái gì? Ơi, đừng bán, đừng bán đi nhỉ. Ôi trời ơi, tướng một sao cho lên. Tướng ở đâu nhỉ, đồng hành ở đây. Hina, đây tăng cấp đi con ơi. Tăng cấp lên, không để đánh nhân nữa được. Tăng cấp lên 30 đi, tướng 5 sao cơ mà. Rồi với mắc tiến hóa tiếp. À, lên mắc cấp 40 rồi, tăng lên. Ok, của sang tướng Hina đấy nha. Lucy này, con này cũng mạnh phết đấy. Ok, trang bị ở đâu, trang bị đây, cho quả búa này lên. Đấy, phải thế. Rồi, sau khi trang bị đồ thì lại đi quẩy tiếp nào các bạn. Con này nhìn cứ cùi cùi gì, con game này nhỉ, chơi kiểu khó khó chơi của gì. Đây lực chiến của mình nó tăng lên là 4.300, nãy chỉ là 1.800. Quất. Hina của mình ngon chưa? Nó cho tướng nó 5 sao luôn các bạn. Nên là vào quẩy nó cũng dễ thôi. Pistol tăng lên cấp 9. Cái này là cái gì? Đâm tiền tệ nó là cái gì đây? Đây là bảng VIP con à. Toàn cho cái gì gì ấy nhỉ? Nên này hơi phải hơi hơi khó chơi. Quỹ đầu tư, thành tích, nhiệm vụ ngày. Chắc là chia theo màu các bạn ạ. Bảng hệ thống à? Quả đăng nhập 30 ngày. Mèo thấy cái chỗ nhập code đâu nhỉ? Lạ thật. Đảo bánh kem, vùng phong ấn, đảo lơ lửng, đấu trường, quán rượu. Nói chung là các cái tính năng cũng khá là đầy đủ, nhưng mà mình thấy con game này không phải là gu của mình. Nó cứ sao sao ấy, cái thiết kế của nó cứ khó khó. Thần khí. Chán nhỉ, con game này thực ra là cũng nên đánh giá con game này không cao. Riêng cái thiết kế màn hình dọc là mình đã thấy không không thích rồi. Nhìn nó không rộng với tầm mắt này. Ok, chắc là mình sẽ xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nói chung thì có cái này mình thấy đánh giá là đồ họa thì cũng được được ấy, nhưng mà nó lại màn hình dọc không ổn cho lắm. Ngoài ra thì nó cũng có nhiều cái phần tính năng khá là gọn gàng cho anh em, nếu mà anh em có thể rảnh tay chơi được cả một tay click 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 này cho nó dễ. Chứ còn mình thì nhiều thời gian mình review cho anh em thì không thích cả những con game màn dọc như này bao giờ. Nói thật anh thế, nó cứ chán chán cái gì. Ok, đây phần cách chơi của game thì mọi người có thể xem qua rồi nhá. Mình sẽ không nói lại nữa, nó cứ chơi như này thôi. Tự online, tự làm cấp như này thôi. Tự lên cấp. Rất là dễ, chả phải suy nghĩ gì cả. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại nha.